Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dùng Hà Nội làm chính trị và kiếm trác, Đinh Tiến Dũng đùa với lửa đạn. Những dự án đầu tư của nhà nước mời nhà thầu Trung Quốc xưa nay luôn mang lại cho phía Việt Nam những quả đắng. Rất nhiều dự án trên khắp Việt Nam với chi phí bỏ ra rất cao, mặc dù giá bỏ thầu ban đầu rất thấp. Hiện tượng này đã gây lãng phí rất lớn cho ngân sách của nhà nước. Đây chính là tiền của nhân dân Việt Nam. Những quan chức đã quyết định cho Trung Quốc thực hiện dự án là những người cần phải xem lại tư cách đạo đức và khả năng lãnh đạo của họ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng có ra tay dọn rác trong các dự án này hay không? Dự án Cát Linh Hà Đông là trái đắng mời Trung Quốc làm đường sắt. Những dự án bê bối có thể kể ra như sau: khu gang thép Thái Nguyên chỉ làm ra gang, không làm ra thép. Phân đạm Hà Bắc chỉ ra đạm nước, không ra đạm hạt. Đất đai quanh vùng ô nhiễm, lúa ra bông nhưng không ra hạt. Cầu Thăng Long do Trung Quốc thi công từ năm 1974 cho đến năm 1978, được 9 trụ cầu thì bỏ dở, rút công nhân về nước. Sau đó được Liên Xô đầu tư tiếp đến năm 1985 thì hoàn tất. Nhà máy điện Ninh Bình chạy than xả khói gây ô nhiễm khu dân cư. Nhà máy đạm Ninh Bình mỗi năm thua lỗ 30 đến 50 tỷ đồng. Nhà máy sợi Đỉnh Vũ Trung Quốc chưa thực hiện, nay đã đắp chiếu, không có công nghệ sơ sợi tiên tiến nào được thực hiện chuyển giao. Gần 8.000 tỷ đồng đã bay theo mưa gió, tức là tương đương khoảng 400 triệu USD. Đây là tiền của nhân dân Việt Nam. Dự án nhôm bauxite Tây Nguyên đã bị các nhân sĩ trí thức, các nhà khoa học phản đối. Mọi thông số đều không khả thi và thiệt hại lâu dài nhãn tiền. Và đến nay hậu quả đã thấy rõ ràng. Ngắn gọn là về kinh tế thì tính toán ban đầu sai, lỗ vốn 3.700 tỷ đồng, sập bẫy nhà thầu Trung Quốc và âm mưu nhiều bề trên kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đấy là những dự án điển hình. Tại Hà Nội, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đã chậm tiến độ ra sao, đã đội vốn như thế nào, thì vấn đề này đã được báo chí nói rất nhiều từ hơn 10 năm qua. Điều đang nói là các dự án mà Trung Quốc cho vay vốn thường là những bẫy nợ khiến các nước nghèo không thể rút ra được. Phương thức ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc vốn đã quá nổi tiếng. Thế giới từ nhiều năm qua, rất nhiều các quốc gia nghèo đã dính bẫy và gần nước Việt Nam nhất chính là Lào. Nước này đã không thể dễ dụa để thoát ra khỏi cái bẫy nợ của Trung Quốc. Ông Đinh Tiến Dũng gặp ông Hùng Ba. Việc ngoại giao bẫy nợ thành công dựa vào sự bất lực, sự tham lam và bất tài của lãnh đạo tại các quốc gia nghèo. Ngay tại thành phố Hà Nội, chính sự thiển cận, thiếu tầm nhìn và không loại trừ khả năng lãnh đạo tham lam, nên ông Phạm Quang Nghị, cựu bí thư Hà Nội và ông Nguyễn Thế Thảo, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã rước của nợ về đặt ngay tại trung tâm thành phố. Đây là bài học lớn cho các thế hệ lãnh đạo Hà Nội. Tuy nhiên, có vẻ như ông Đinh Tiến Dũng và ông Trần Sĩ Thanh đang bước vào vết xe đổ của hai ông cựu lãnh đạo Hà Nội trước đây. Vào ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đã tiếp ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Ông Hùng Ba đến gặp ông Đinh Tiến Dũng bàn chuyện hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc. Đặc biệt là ông Dũng muốn Trung Quốc triển khai tuyến đường sắt Hà Đông - Xuân Mai. Ông Phạm Quang Nghị, bí thư Hà Nội, để lại dự án Cát Linh Hà Đông đầy tai tiếng. Như vậy là ông Đinh Tiến Dũng đã bất chấp lòng dân, muốn Hà Nội tiếp tục rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Nếu là sập bẫy lần đầu thì có thể biện minh rằng mình là nạn nhân, nhưng sập bẫy lần thứ hai thì đấy là sự cố ý, chứ không phải là bị gài bẫy. Việc mời Trung Quốc tiếp tục làm dự án đường sắt Hà Đông - Xuân Mai là sự thách thức đối với toàn dân Việt Nam. Một khi lãnh đạo cố tình đạp lên lòng dân để làm dự án với Trung Quốc thì câu hỏi đặt ra là mục đích của ông Đinh Tiến Dũng là gì? Vì dân thì không phải, vì Hà Nội càng không phải. Vậy thì chỉ có thể là vì bản thân ông mà thôi. Vậy mời Trung Quốc vào làm dự án, ông Đinh Tiến Dũng được lợi gì? Lợi về kinh tế hay lợi về chính trị? Tuy nhiên, dù lợi gì thì ông Đinh Tiến Dũng cũng đang đùa với lửa đạn khi cố tình phớt lờ ý dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin Dùng Hà Nội làm chính trị, kiếm trác, Đinh Tiến Dũng đùa với lửa đạn, phải không?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hôm qua mời cụ Tổng đến thăm, hôm nay Trần Quý Thanh bị cụ Tổng thịt lạnh lùng. Thực tế là doanh nghiệp mà mời được ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm có thể nói là khó vô cùng. Có lẽ bởi ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ là con người dễ tính và cũng có thể bởi ông Nguyễn Phú Trọng không phải là thủ tướng. Vấn đề doanh nghiệp hoạt động kinh tế là lĩnh vực mà thủ tướng điều hành. Ông Nguyễn Phú Trọng mà đến thăm doanh nghiệp nào nghĩa là ông chiếu cố doanh nghiệp đó. Mà thế và lực của ông Trọng thì ai cũng biết đang mạnh nhất hiện nay. Vào năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Tổng Bí Thư đến thăm nhà máy No. 1 ở Hà Nam. Sau khi Formosa xả thải chất gây độc ra biển, cảnh cá chết hàng loạt diễn ra ở các bờ biển miền Trung bắt đầu vào ngày 6 tháng 4 năm 2016 gây ra dư luận bất bình. Thì ngày 22 tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã đến Hà Tĩnh thăm Formosa. Việc Formosa mời được ông Tổng Bí Thư đến như là sự đảm bảo rằng dù cho dân chúng có phản đối đến đâu cũng không làm gì được doanh nghiệp này. Và quả thật sau đó các cuộc biểu tình chống Formosa đều bị chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam dập tắt. Chính quyền bảo vệ cho Formosa, quan chức cấp cao, cấp tỉnh ra sức dụ dân ăn cá độc, tắm biển độc để chạy tội cho Formosa. Công an thì luôn sẵn sàng dập tắt các cuộc khiếu kiện tập thể kiện Formosa. Đấy là sức mạnh của một doanh nghiệp khi mời được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và được ông chiếu cố, dù cho vạn dân, triệu dân cũng không chống lại được. Một trong những người đã mời được ông Tổng Bí Thư tới thăm doanh nghiệp của mình chính là ông Trần Quý Thanh, ông chủ của tập đoàn Tân Hiệp Phát nổi tiếng. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2014, ông Trần Quý Thanh đã mời được ông Nguyễn Phú Trọng ghé thăm nhà máy No. 1 tại tỉnh Hà Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm hàng loạt quan chức cấp tỉnh đến khúm núm đứng sau lưng ông. Ông Trần Quý Thanh dẫn ông Nguyễn Phú Trọng đi thị sát và gặp gỡ các lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên của nhà máy No. 1 tại Hà Nam này. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng thăm Formosa vào năm 2016 thì chẳng ai động được vào Formosa nữa. Với mối quan hệ khủng như thế nên hầu hết các bê bối của Tân Hiệp Phát bị người tiêu dùng tố ông Trần Quý Thanh đều có thể lật ngược tình thế. Ông Thanh nhiều lần bị chính quyền tỉnh Bình Dương và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dùng nguyên liệu quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng ông đều ém chìm xuồng. Nhiều vụ án liên quan đến những chai nước giải khát có ruồi, có cặn, vân vân đều bị ông Trần Quý Thanh tống người tố cáo vào tù. Và từ đó đến nay, gần như hễ vụ án nào liên quan đến Tân Hiệp Phát và gia đình ông Trần Quý Thanh thì y như rằng phần thắng luôn thuộc về ông Trần Quý Thanh. Chính vì thế, vào ngày 10 tháng 4, khi báo chí cho biết Bộ Công an bắt và khám xét nhà ông Trần Quý Thanh và công ty Tân Hiệp Phát, công chúng đã bị bất ngờ. Bởi khi Bộ Công an bắt thì được hiểu là chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ra tay, bởi lâu nay ông Trọng sử dụng Tô Lâm như là một công cụ. Ông Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là con người khó lường, chơi vòng trọng như làm bạn với cọp dữ vậy. Đã nhiều người dính đòn mà đó là những người làm chính trị cáo già, chứ không phải là giới doanh nghiệp. Người nếm nỗi cay đắng nhất có thể là ông Đinh Thế Huynh, cựu thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản. Ông Huynh từng được xem là nhân sự dự bị để ông Nguyễn Phú Trọng chuyển ngôi. Tuy nhiên, chỉ mới nơi nhiệm kỳ trên chiếc ghế thường trực ban bí thư, ông Huynh đã bị ông Tổng loại một cách đau đớn bằng một căn bệnh rất bí hiểm và thay vào đấy là ông Trần Quốc Vượng. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái bị khởi tố. Trần Quý Thanh quả thật là biết tạo quan hệ, tuy nhiên cái sai lầm của ông là ông dựa vào mối quan hệ lớn để ức hiếp người thấp cổ bé họng. Và hôm nay khi mà ông đã làm cho nạn nhân của ông trở ngày một nhiều hơn, trong đó có không ít những doanh nghiệp tuy vô danh tiểu tốt nhưng có quan hệ lớn thì ông phải trả giá. Trò chơi quyền và tiền đan xen, tuy nhiên tiền thường là công cụ của quyền chứ ít khi có chuyện ngược lại. Chơi đến hàng tứ trụ tuy có thể rất khủng
nhưng cũng rất dễ bị ăn thịt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa với bản tin hôm qua mời cụ Tổng đến thăm, hôm nay Trần Quý Thanh bị cụ Tổng thịt lạnh lùng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.